Tổng thống Putin định dự thượng đỉnh G20 ở Indonesia bất chấp phương Tây muốn tẩy chay. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có ý định dự thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào cuối năm nay. Đại sứ Nga tại Indonesia hôm nay đã cho hay thông tin được đưa ra nhằm bác bỏ gợi ý của một số nước thành viên rằng Nga có thể bị cấm tham gia các hội nghị của nhóm. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và các đồng minh phương Tây đang bàn về chuyện liệu Nga có nên ở lại trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không sau khi Moscow triển khai cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại trừ Nga cũng sẽ bị một số thành viên trong nhóm phản đối. Vì thế có khả năng một số nước sẽ không dự các hội nghị của G20 trong năm nay. Các nguồn tin đã cho biết thêm. Đại sứ Nga tại Indonesia. Farabi Eva hôm nay đã cho biết Tổng thống Putin định đến khu nghỉ dưỡng Bali để dự thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm nay. Khi được hỏi về thông tin rằng Nga có thể bị loại khỏi G20, bà đã nói rằng đây là diễn đàn để thảo luận các vấn đề kinh tế, chứ không phải là bàn về những cuộc khủng hoảng như Ukraine. Bộ Ngoại giao Indonesia từ chối bình luận về lời kêu gọi loại trừ Nga ra khỏi G20. Indonesia đang là nước chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay, Đại sứ Nga cũng đã thúc giục Indonesia chớ bị lung lay trước sức ép của các nước phương Tây. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng chính phủ Indonesia sẽ không nhượng bộ trước áp lực khủng khiếp mà phương Tây gây ra, không chỉ với Indonesia mà nhiều nước khác trên thế giới. Bà Vorobi đã nói, bà cùng Nga chủ động tham gia các hội nghị của G20. Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia đầu tuần này đã khẳng định, quan điểm của Indonesia là tập trung và sẽ dùng vai trò lãnh đạo G20 để cố gắng giải quyết các vấn đề, nhưng Nga có cam kết mạnh mẽ về việc tham gia, và các thành viên khác không thể cấm Nga làm điều đó.